throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Đổng Khiết sinh ngày 19 tháng 4 năm 1980 là một nữ diễn viên người Trung Quốc. Năm 10 tuổi, Đổng Khiết được cha mẹ cho theo học khóa đào tạo diễn viên múa. Sau khi tốt nghiệp, cô về đoàn ca múa nhạc quân khu Quảng Châu. Tháng 3 năm 2000, Đổng Khiết dự tuyển diễn viên cho phim điện ảnh Ngày Tháng Hạnh Phúc do đạo diễn Trương Huệ Mu chế tác. Sau vài lần thử vai, cô được chọn vào vai chính Ngô Dĩnh, một cô gái khiếm thị. Năm 2001, bộ phim Ngày Tháng Hạnh Phúc tham dự liên hoan phim Trăm Hoa, Đổng Khiết được đề cử tranh giải nữ diễn viên chính xuất sắc. Đầu năm 2002, Đổng Khiết nhận lời mời của đạo diễn Trưởng Khâm Dân nhận vai nữ chính Thái Ngọc Trân, một cô gái câm điếc trong phim điện ảnh Thiên Thượng Luyến Nhân. Vai diễn đã chinh phục nhiều nhà phê bình phim điện ảnh tại các liên hoan phim của Nhật Bản, Đức, Ý, Toronto, Canada. Năm 2003, qua lời giới thiệu của đạo diễn Trương Huệ Mu, đạo diễn Vương Gia Vệ đã mời Đổng Khiết ký hợp đồng tham gia đóng phim 204. Năm 2004, Đổng Khiết hợp tác với Lục Nghị, Phiên Vịnh Nghi, Ngô Chấn Vũ đảm nhận các vai chính trong bộ phim điện ảnh Thiên Thượng Nhân Gian. Năm 2001, cô từng hợp diễn với anh Cho Quơ trong phim Chung Cư Những Người Trí Thức. Cô vào vai Nhậm Phi Phi, một cô gái tỉnh lẻ ước mơ trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp. Năm 2005, Đổng Khiết và Phan Việt Minh quen biết nhau trong thời gian quay phim Hồng Y Phường. Tháng 1 năm 2008, Đổng Khiết sang Hồng Kông đóng phim Long Hổ Môn. We don't talk anymore.